Xin chào các bạn nha. Đây là cái đông trùng hạ thảo tươi thảo ngâm với mật ong nè. Và cái đông trùng này Thảo cũng hay sử dụng để uống cho buổi sáng, rất là tốt cho sức khỏe. Đây, cái hũ này là Thảo ngâm được cỡ một tháng, hơn tháng rồi Thảo đem ra sử dụng, giờ là vô tư rồi. Những cái cọng đông trùng giờ nó ngấm mật ong á. Nó teo lại hết như thế này. Và ăn cái cọng này nó rất là ngon nha. Sáng nào Thảo cũng lấy cứ một muỗng như thế này nè, Thảo pha với nước. Thảo pha với nước, được một cái ly nước như thế này, Thảo uống. Uống nó bổ sung cho các cái dưỡng chất và các cái khoáng chất, các cái nguyên tố vi lượng, rất là tốt cho sức khỏe. Và cái này nam nữ đều sử dụng được hết ha. Nam thì gặp phải những cái vấn đề về sức khỏe nè, nhức mỏi, đau đầu, đau khớp, rồi bị những cái vấn đề về gọi là sinh lý rồi đấy, là các bạn nam cũng sử dụng rất là tốt về cái đông trùng hạ thảo này. Còn đối với nữ không vậy, nữ thì uống đẹp dáng, đẹp da, da dẻ hồng hào, làm mờ vết thâm nám, mà các bạn phải uống thường xuyên, một tuần có thể 2 lần 3 lần. Hoặc là ngày nào bạn uống một ly như thế này, như Thảo như thế này nè. Thảo thì có khi sáng thì Thảo uống mật ong với đông trùng hạ thảo, có khi sáng Thảo uống tinh bột nghệ với mật ong. Nên là cái làn da của mình là nó nói chung là rất là ok đó. Ngon lắm. Ngâm cái này rất là dễ các bạn. Cứ ngâm, cứ mình lấy mật ong nè, thường thường là 1 lít mật ong thì mình ngâm khoảng cỡ chừng một cái miếng đông trùng hạ thảo 200g như thế này. Như cái thẩu đây là 2 lít nè, thẩu đây 2 lít thì Thảo sử dụng 2 miếng như thế này, 2 miếng 200g, miếng tươi ạ. Sử dụng cỡ tầm 3-4 tuần là các bạn có thể sử dụng được. Bye bye, xin chào cả nhà.